Chuyện ly kỳ về rắn khổng lồ nặng 300-400 kg chặn đầu xe khách ở An Giang Có người từng gặp gặp rắn khổng lồ to bằng cây thốt nốt già, nặng chừng 300-400 đến kg bò chắn ngang tỉnh lộ 948 từ núi Bà Đội Om sang núi Cấm chặn đầu một chiếc xe khách Nhiều huyền thoại về loài rắn tại bảy núi An Giang được truyền qua nhiều thế hệ từ một số chuyện có thật dân gian thèm thắt cho ly kỳ để câu chuyện trở nên huyền bí Xưa nay cái hư và cái thực cứ lẫn lộn khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Người dân tại Sóc Xà Đét, xã An Hào, tỉnh Biên An Giang, còn lưu truyền một câu chuyện kể về cặp rắn khổng lồ bò từ núi Bà Đội Om sang núi Cấm. Câu chuyện trên xuất hiện cách đây khoảng 40 năm. Nhiều vị cao niên cho rằng đó là một tin đồn, chứ rắn thạch tại bảy núi từ thập niên 60 thế kỷ trước đến bây giờ. Chỉ thấy còn to nhất là 100 kg đổ lại, là to lắm rồi, Chẳng có ai bắt được rắn bằng khạp da bò, tức là một loại lưu trắng men có đường kính to cỡ nằm sáu tắc, hay là to như cây tốt nốt giống như lời truyền. Trên rắn chạy đầu xe khách Sư Chánh Minh, 79 tuổi, hiện đang tù tại chùa Long Định thuộc xã Châu Lăng, Tri Tôn, Kể Lai. Khoảng năm 1960, ông hay đi lấy thuốc nam tại vùng Thách Sơn. Khi đó, ông lui tới vùng núi Cẩm Hải Thuốc, rồi tập kết xuống trên núi. Khoảng vào năm 1968, nghe sự kể có người từng gặp một cặp rắn khổng lồ to bằng cây thốt nốt già nặng từ 300 đến 400 kg bò chắn ngang tỉnh lộ 948 từ núi bà đội om sang núi cắm chặn đầu một chiếc xe khách người ta không nhớ rõ là chiếc xe khách nào chạy tuyến đường này vào thời điểm đó xe tàn thành công tạo hay an giang tạm hiểu gì đó khoảng nửa đêm chiếc xe khách xuất phát từ chợ xà tón thuộc chợ thị tôn ngày nay khi đến khu vực núi Bà Đội Om, gặp phải một vật đen sì si, to như cây thốt nốt vắt ngang lộ. Người dân đi xe ai cũng rung cầm cập, vì nghĩ bị sườn tặc dùng cây chặn đầu xe để cướp. Chiếc xe giảm tốc độ, pha đèn thấy có ánh sáng phản chiếu. Nhìn kỹ vào thì mới rõ đó là một cặp rắn to kinh khủng, chúng từ từ bò qua lộ. Nhưng do thân hình dài quá cỡ nên cứ giống như là nằm y một chỗ. Tài xế bóp cò yên oi mới thấy cái đuôi rắn rút khỏi mặt lộ vào rừng. Nhiều người lên xe sợ muốn rút tim, sáng hôm đó tin đồn làn khắp bảy núi. Năm đó tôi khoảng 22 tuổi, được ba tôi dắt đi coi đấu rắn bò. Đến hiện trường còn thấy rõ trên cỏ đường 948 bị đè bẹp, bề ngang độ chừng khoảng hai chiếc xuồng ba lá kéo lướt. Thời ấy đường xa tón đi nhà bàn là đường đắt do Pháp mở lại chứ chưa rải nhựa giống bây giờ. Do vậy dấu vết để lại rất dễ nhận biết. Mình chỉ thấy vậy thôi chứ sau đó chưa nghe ai nói gặp thêm một lần nào nữa. Ông Nguyễn Văn Tùng là ông Ba Tùng, nhà trên ấp Vô Ba, xã An Hào, tỉnh Biên kể lại. Sư Chánh Minh nói, mình không biết là chuyện đó có thật hay không vì chỉ nghe kể lại. Còn ông Ba Tùng cho rằng, rắn lớn cỡ đó bản thân ông sống nơi núi rừng 40 năm nay cũng chưa từng chứng kiến. Lời đồn đài về chuyện rắn thành để giữ yên trốn tù hành. Ông Ba Tùng cho biết, dù mình có gặp dấu vết khá giống với rắn, nhưng mà đó là chuyện khó tin, bởi chắc chắn nếu như có cặp rắn này tồn tại Thì kiểu gì nó cũng phải di chuyển đi kiếm ăn Thế nào cũng có người gặp Còn ông hài sợ dưới chân núi Cấm Là một lơ xe cho nhà xe Tân Thành Chạy chuyến xà tóm Châu Đốc Vào những năm 1968 là khẳng định Chưa hề nghe thấy chuyện này Nếu tài xế xe khách khác có gặp Thì họ cũng kể cho tôi nghe Tuy nhiên sau đó ở bảy núi có xuất hiện những đồn đại giống như kể trên, ông sợ nói. Sư chánh mình phân tích, nếu đúng là có người gặp rắn Thành thì là phải có người cụ thể tên họ là gì, ở đâu. Mọi chuyện cứ vậy trôi vào thời gian và câu chuyện cứ vậy mà đồn đại lên. Tôi nghĩ những năm đó trên núi Cấm có một số đạo sĩ đã ản tu nên truyền ra những câu chuyện như vậy nhằm ngăn dòng người di cư lên núi Cấm làm xáo đồng sự yên tĩnh của các vị. Có thể vì vậy mà đẻ ra câu chuyện cập rắn rằng núi Cấm rồi trú lường bên đó. Người dân khi nghe câu chuyện vì sợ rắn ăn thịt nên không dám đến vùng núi Cấm. Có người còn kể rằng Cặp rắn ấy xuất phát từ cây quế Cồn núi cắm sang núi Ba Đội Om. Họ đồn là ở điện cây quế có nhiều hạt sâu nên rắn thành ngủ tại đó. Ngay trước tại khu vực này có một cây quế khầu cổ thụ, tỏa mùi ra thơm bát ngát cả núi rừng, nên cọp rắn quay quần để giữ cây. Lâu lâu tại các chùa chìm trên núi cắm cũng tổ chức cúng bái lễ lọc, thì có một gia nhân đẹp tuyệt trần xuất hiện. Cô gái mặt xinh như hoa, da trắng như bóng bưởi, từ trên cây quế đi xuống chùa dự tiệc. Tiệc tàn một mình cô gái bằng rừng ngược lên cây quế rồi mắt dạng. Dân chúng cho rằng cô ấy là con rắn cái trong cặp rắn thanh đã hóa thanh để xuống trần gian. Những chuyến sành ly kỳ Ông Nguyễn Văn Đầu, hay còn gọi là ông Từ Đầu, nhà tại ấp Rầu Tành, xã An Hào, tỉnh Biên An Giang, kể về kỷ niệm một thời tung hoành tại rừng núi để săn thú. Là nọ tư dậu đi săn cùng hai người trong xóm, đi một đoàn đến cánh rừng gần khu vực thành Thách cao đài, ấp Vô ba, thì gặp một bầy khỉ khoảng 500 con. Ba người liền dương súng định bắn hạ mấy chú khỉ, để lấy mặt và thẳng của chúng đi bán, chia cho bà con bạn bè chiến hữu nhậu chơi, thì phát hiện ra chó săn sổ dữ dội dưới vực sâu. Lấy làm lạ, tư dầu đứng trên một mỏm đá nhìn xuống phía dưới, và bắt giác thấy con rắn hổ may nằm khoanh tròn trong một đống, đầu thì ngóc lên. Ông đầu liền ra hiệu cho hai người đi cùng thu rúng lại, quẩy lên vai và dùng hết sức Bò càng ngược dốc đá tìm đường tàu thoát. Con rắn bự cỡ một cột nhà, dài khoảng 6 mét, đùi nhọn thon và nặng khoảng 60 kg. Rắn lớn cỡ đó thì đạn bắn vào chắc gì hạ được, nên chúng tôi bèn rút chạy. Thấy đồng con rắn tức tốc cuốn phẳng lên tận đọt cây. Tên máy đọt cây cao, hổ mày lướt đi như mây về gió. Nó chuyển hết ngọn cây này qua đọt cây khác, gió lòng ù ù khiến cho bài khỉ sợ mà kêu vang in ỏi khắp núi rừng từ đầu kể lại ông nguyễn trung huy nhà tại ấp Thiên tuế xã an hảo cho hay đời thợ săn của ông cũng vào sinh ra tự đối mặt với rắn cũng bởi mề nghiệp săn thú rừng mà ông huy bị kỷ luật vì cho bàn mượn súng đi săn khi còn làm việc thời ấy ông huy chủ yếu săn khỉ lấy mặt và thành để bán kiếm sống mặt khỉ năm 1976 bán được khoảng 3.000 trên một cái còn thẳng của khỉ bán với giá 7.000 đồng trên cái. Thời điểm đó với mức này thì thu nhập của ông Huy có thể nuôi sống cả gia đình. Thợ săn thì chẳng ngại còn thú nào, vậy mà tôi và nhiều đồng nghiệp vẫn phải ớn tại khu vực điện cây quý. Hễ dẫn chó săn đi ngang là nó bị nướng. Nhiều lần như vậy chúng tôi mới phát hiện ra có rắn ở đó. Một hôm đoàn đi săn đi ngang qua điện cây quý thì một con chó săn bị cắn rồi lôi vào rừng kêu ăn ăn. Tôi chạy theo tiếng kêu của con chó thấy một con nư chín lỗ mũi, hay còn gọi là con trăn gấm, đang cuốn chặt lấy con chó. Dương súng bắn nhiều phát mới hạ được con nư, cứu sống con chó. Ông Huy hào hứng kể. Kỳ vật còn lại của thời đi săn của ông đó là cái sọ mến. Năm đó tôi bắn được con mến, là một loài cùng với nai hưu giống như con bê con, nặng khoảng 30 kg. Thấy cặp sừng ngồ ngộ nên giữ lại cái sọ đính hai cái sừng làm kỷ niệm. Rắn lớn cũng có nhưng mà thường trú ngủ ở rừng già hoặc là hang hoặc là lò ảng, nơi mà con người khó bén mảng đến, ông Huê cho hay. Theo kinh nghiệm của ông Ba Tùng là ông Nguyễn Văn Tùng, nhà dưới chân chùa Phật Nhỏ thuộc ấp Vồ Ba, xã An Hào, thì rắn lớn quá trăm ký tại bể núi hiện không còn. Rút những năm đi săn, ông chỉ chứng kiến một vài lần rắn độ bằng cột nhà là khoảng tầm 40 đến 50 kg. Rắn nước cấm còn nhiều vô kể, rắn tự nhiên và rắn do ngành kiểm lâm bắt được từ buồn lậu được thả vào núi cũng nhiều sóc đỏ trồn hương gà rừng thỉnh thoảng người dân cũng bắt được mấy loài này con thì rắn con nhưng thường thì những con lớn bằng khạp da bò hoặc là nưa hoặc là tranh hai năm trước một người làm vườn gần đất của tôi cũng gặp một con nưa nặng chừng 300 kg ông Tùng khẳng định